Chào các bạn. Chào các bạn, hôm nay là mình sẽ review một cái video về cái Surface Fit. Cái con này là cấu hình gọi là XQ1256 8GB. À, mở cái con này ra nha các bạn nha. Con này còn phê tới năm 2021. Đây quý vị, các con có thể nhìn đây một số phay Pro X về 256GB. Rồi bây giờ mình sẽ review, mình sẽ tháo nó, mình sẽ bung hết ra, mình coi cấu trúc phần cứng bên trong, mình đánh giá thì như thế nào. Và mục đích của mình là để tháo cái con này để lấy linh kiện chính hãng để phục vụ là ở phòng vụ center, là để sửa chữa nó, sửa chữa thay thế linh kiện chính hãng cho Surface tại phòng vụ center. Cứ làm tự động cái ghế mình cắt. Đây các bạn, mình qua giai đoạn là mình sẽ tháo cái Surface này ra. Cái này thì mình, theo mình thì mình đánh giá thì nó sẽ dễ tháo hơn các dòng Surface Pro đó. Tại vì mình quan sát, mình kiểm tra nó thì cái phần keo của nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mình kết hợp với mình khò một ít nhiệt rồi dùng cặp phích mình kéo xuống từ từ thôi các bạn. À, bà con coi ha. Đó, mình kéo nhẹ nhàng xuống. Thì các dòng Surface như Pro 3, Pro 4, Pro 5, Pro 6, Pro 7 thì nó có cách tháo gần như là giống nhau. Nhưng tuy nhiên thằng Pro 3 thì nó hơi giòn hơn. Còn mấy Pro 4, Pro 5, Pro 6, Pro 7 thì nó dễ tháo hơn Pro 3. Còn tới con Pro X này thì dễ hơn xíu nữa. Mình chúng ta khò nhiệt thôi. Khò nhiệt nó kêu nó mềm ra rồi kết hợp với lại chất xúc tác. Chúng ta kéo từ từ cho nó xuống thôi. Mình thì mình thích lấy mí trơn. Xong rồi mình kéo xuống từ từ hai bên. Còn tùy theo mỗi người, mỗi người thì họ thích lấy mí dưới. Kêu nó mềm hơn Pro 4, Pro 5, Pro 6 nhiều quá. Đây, đã gòn ra rồi, một xíu nữa thôi. Cái thằng Surface Pro X này nha các bạn, thì mình sẽ tháo hết màn hình ra trước. Màn hình nó cũng dễ tháo hơn các dòng Surface khác, đặc biệt á, là cái ổ cứng. Ổ cứng nó tháo lắp nó dễ dàng hơn. Xíu nữa mình sẽ tháo cái ổ cứng nó ra. Mình chỉ còn là bây giờ mình tháo rời cái màn hình trước.
tháo lấy cái màn hình ra, sau đó mình còn mình sẽ chỉ cho các bạn. Đối với cái con Surface Pro X này, nó có đặc tính là khi mình mà tháo ổ cứng ra thì nó tự khóa nguồn luôn, nó không cho mở nguồn lên. Rồi chúng ta chuẩn bị sẽ xem cấu trúc bên trong nha các bạn. Đây, nó lộ diện ra phần cấu trúc bên trong rồi. Chúng ta sẽ tháo cái cọng cáp nó ra. Đây, cọng cáp ra đây các bạn. Rồi, chúng ta có thể tháo rời cái màn hình nó ra rồi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tháo ra mình coi cấu trúc phần cứng nó như thế nào ở trong đây. Bây giờ cơ bản tháo ra tới ở mức độ dày thì các bạn có thể biết được cơ bản rồi. Này là phần pin. Rồi giờ mình tháo ra mình coi cấu trúc pin nó như thế nào. Các bạn xem ha, phần này là giờ mình tháo bốn ốc CPU này nữa là xong. Đây. Đây các bạn, đây là CPU, đây SQ1 nè, còn đây là hai thanh RAM. Mình chỉ lại nha, này là CPU nè, đây hai thanh RAM đó. Về các thiết bị ngoại vi nữa thì khi mình tháo ra tới đây là các bạn có thể là nhận diện được phần cứng luôn cơ bản rồi. Thì khi này nữa thì mình tháo về mainboard nó ra nữa thôi đó. Phần cứng có cấu trúc bên trong dây pin, đây pin đó, CPU, RAM, đây hai thanh, mỗi con 4GB là 8GB. Đó, ổ cứng thì nó rất là dễ tháo các bạn ha. Hay là mình làm review về cái video này, thì các bạn nào xem video này thì có thể tự tin hiểu được cái cấu trúc phần cứng bên trong, cũng như là hiểu về cơ bản về tháo lắp Surface Pro X một cách chuyên nghiệp đó. Còn màn hình thì nãy mình tháo ra rồi. Rồi, tới video tới đây thì dừng lại. Cảm ơn các bạn.